Nói chung là quên thì làm lại. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là ngày tụ họp của gia đình. Hôm nay làm một buổi tiệc nhỏ cho bà nội nha các bạn. Hôm nay mừng cưới bà nội. Dạ. Đây. Nhân vật chính cho ngày hôm nay các bạn ơi. Hôm nay mừng tuổi 70 tuổi của bà nội nha các bạn. Nghe cô chú anh chị nha. Đi qua đây quay nè. Ở đứng đó nó đang quay cho cha. Dạ. Lưu lại kỷ niệm. Đây, đây là ông nội với bà nội mình nha quay. Rồi bây giờ sẽ tụ họp lại để chụp phôi hình. Phôi hình gia đình nha các bạn. Đây có mấy chú quen. Ui, nhiều lắm. Đây. Bây giờ sắp theo thứ tự. Giờ đang sắp theo thứ tự. trong đây giật quá. Đây mình đứng xa xa mới quay được hết. Đây. Đây là Nam. Đây là cặp chú Năm thứ Năm nha các bạn. Đây là chú Tư thứ Tư. Cha mình thứ Ba. Rồi, cha mình thứ Ba. Đó là Cô Hai, Dương Hai. Đây là ông nội. Dạ. Đây là chú Sáu Sáu này. Chú Bảy, chú Bảy. Đây, Út. Chú Phim Út nha các bạn. Rồi. Chụp ai, có ai chụp hình chưa? Không, lấy này hồi chụp hình cũng được. Rồi, cười lên đi, hồi con chụp cái tấm hình này lại luôn cũng được. Không thấy thiệt. Ý là thấy khu ngoài, không thấy khu chồng. Rồi, thấy rồi. Thiếu người, thiếu không? Lùi xích ra xíu rồi. Rồi. Quá đẹp. Cười lên, lực cười lên. 1, 2, 3, cười đi. Cậu bà, ông nay hả? Cười gì, ông lưu kìa. Rồi. Rồi, sẽ quay xé xé nghe quay. Dạ. Rồi, bây giờ thì bà nội thổi nến đi, bà nội. Rồi, thắp chứ thắp đi, thắp hết đi. Cầu nguyện đi nội. Hai con cháu cả đó tốt. Dạ. Rồi. Rồi, nói nó đi. Mà đó hôm nay con cháu này đủ vỗ tay chúc mừng. Yeah, quá vui. Dạ. Dạ, thôi đi rồi.
dạ. Đấy, ở quên á. Ý là một hồi em cắt ra được. Được rồi, được. Xong rồi. Không, hồi con cắt ra được rồi. Con cắt tấm hình ra được. Dạ. Đây cần giới thiệu không? Đây, giới thiệu từ giờ. À, thì hôm nay mình sẽ hôm nay là ngày mừng tuổi của bà nội nha các bạn, cho nên là sẽ cho các bạn biết gì kiểu sao ta tên của ông nội gì ta, con không biết được nói luôn. Đây là ông nội với bà nội nha. Dạ. Thì dạ. 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 Ngưỡng chúc cho bà nội năm mới sang năm mới thật nhiều sức khỏe. Vậy sự như ý. Sống lâu với con cháu. Dạ. Rồi đây. Thì mình xin giới thiệu đây là dạ. Rồi nội. Rồi. Đây. Đây là dạ. Dạ. Đây là cô hai với Dương hai, cô hai nó tiêu luôn. Đây là cha mẹ mình thứ ba nha các bạn, còn chú tư thím tư, đây chú tư thím tư, còn đây là chú năm với thím năm nha các bạn. Rồi xong qua đây là tới chú sáu thím sáu với thím đứng bên đây, tới chú bảy thím bảy, rồi còn đây là út chú út với thím út nha các bạn. Rồi bây giờ thì làm gì nữa ta, ông bà ngoại bà nội chưa có hỏi nến rồi thôi nến đi nội. Dạ. Ôi vỗ tay ơi. Dạ. Hả? Đây hiện tại cái cảnh là sống lâu với con cháu nhiều năm nữa để ngày nào cũng vui như ngày nào y như ngày nào. Quá ngon. Dạ, chúc mẹ rồi sao lì xì cho mẹ. Không mà con để đây nha. Con để đó. Trước chút rồi sau con lì xì luôn. Không. Rồi thứ hai là đi trước. Sức khỏe. Dạ. Ôi vậy rồi mẹ. Dạ. Cái gì vô cái gì vô cửa nhà. Con cháu đâu, con cháu bự nó đổ cái đó. Mẹ. Ba chị ba mấy đứa. Gia đình ba hết luôn.
lên đây lên quay em gia đình con lên hết con quay con chúc rồi đi chung lên luôn hiểu vô 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 chúc mẹ như nãy chưa chúc vậy đó rồi anh chính xích vô chính chưa rồi 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 ok quay rồi 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 chị ba xích vô chị ba chị đang khen qua năm mới làm em rất đẹp lòng xuống lâu cho gửi với con cháu dạ rồi chúc con cháu gia đình nhận sự bình an tại tôi được đến với chương trình này không thiếu con cũng thầy nãy quên bấm nãy quên bấm rồi tới anh cảnh nè cái này quay lại bỏ đi là ừ, cậu Nam, tới cậu Nam. Nam sao vậy? Anh sao đây cháu? Sao đây anh đây? Chúc đi. Lên chung luôn đi. Lên chung là chờ lệnh mà. Quay 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 mấy đứa cháu. Hello. bữa nay là mùng 2 Tết, ba Kim Bảo chúc mẹ sống thêm tuổi, con ta mẹ đều đúng miếng bánh kem, đúng miếng bánh kem. Cho mẹ là số 1. Theo cái lưu tiết rồi. Tay Út, tay Út. Đâu?
Đơn giản vậy? Dạ dạ. 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 Cuộc sống không còn tần tảo, con cháu như hiếu thảo thì làm việc chi nó cũng hoàn hảo. Dạ. Rồi, mọi ơi. Bên đây. Quen với Hiền đứng bên đây nè. Tới cảnh đồ, sắp theo thứ á. Thôi đó vậy nè, gia đình biết ngay rồi đúng không? Ừ. Khen. Đúng rồi. Đứng đó lặng lỡ mà. Rồi, được rồi. Được rồi. Chờ chút xíu. Hiểu. Đi gọi em mới chụp đây. Chờ chút xíu. Đang quay. Kìa, mày xương ổ, mới đúng. Mày xương ổ con của nó mà. Con nó đâu ổ trời. Đầu quá. Đây. Thứ hai đứa. Cái người 2 4 nè. Lời 5 luôn, 6 luôn. Quỷ. Quay. Ok. Chụp hình cho cha mẹ ăn tấm kìa. Rồi. Chị chụp cho cha mẹ nghiêng tấm đi. Bây giờ ra ngoài này mình chuẩn bị chụp một tấm hình để nữa gì ta? Kiểu in lên các bạn. Bây giờ xuống lại chụp một tấm hình nữa cho đẹp. Ở trỏng thì nó hơi chật chội cho nên là khó chụp hình. Cho nên là ra ngoài này chụp một tấm lưu lại kỷ niệm nha các bạn. Cái gì mình làm bức treo tường luôn. Ngoài này khung cảnh khá là đẹp luôn các bạn. Đây là gia đình, toàn bộ gia đình luôn. gì nãy giờ chưa vô hàng nữa ta. Bây giờ đang sắp lại vị trí nha các bạn. Nói chuyện dạ hát ha. Đây. Anh cứ cười đi là được rồi. Rồi, chuẩn bị. Ông vô ngồi luôn.
Dạ. Rồi nhìn luôn. 2 rồi chơi chuẩn bị xong chưa? 2 3 cười lên, tươi lên. Hả? Đẹp ơi. Dạ. Dạ. Chạy sao vậy? Bỏ điện thoại xuống đây chạy lại hả? Rồi được rồi, được rồi. Dạ. Hả? Con quay. Ý là con quay hơn cắt ra hình được. Cười tươi lên cái nữa đi cho hồi cắt tấm hình đẹp đẹp. Rồi, ok. Rồi, xong. Rồi, rồi đó. Rồi, vô tay, vô tay. Happy birthday đi. Đi, đi. Rồi, bây giờ mình làm lại đi. Nói chung là quên thì làm lại. Rồi. 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 Thì hôm nay là một ngày rất là vui, cho nên là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Bye bye và hẹn gặp lại trong những clip sau. Hôm nay là clip gia đình nhé các bạn. Rồi, bye bye. Đây là toàn bộ gia đình bên vợ mình, bên ông nội bà nội, cô chú bác. Rồi, bye bye các bạn nha.